hàng loạt đàn ông đổ xô vào Twitter vợ cũ CEO Amazon buông lời chọc ghẹo. Theo đó, Mackenzie Bezos cho biết bà trao cho Jeff Bezos tất cả lợi ích của tôi ở Washington Post và Blue Origin. 75% cổ phiếu Amazon của chúng tôi cộng với quyền kiểm soát bỏ phiếu. Tạp chí Fox cho biết cổ phần còn lại của Mackenzie Bezos tại Amazon được ước tính trị giá khoảng 35,7 tỷ đô la Mỹ theo giá cổ phiếu hiện tại, có thể khiến bà trở thành người phụ nữ giàu thứ ba hoặc thứ tư. Và một điều đã xảy ra không hiểu đó là điều bất ngờ hay thường lệ. Rất nhiều đàn ông đã tỏ ra quan tâm đến bà Mackenzie Bezos độc thần. Hàng loạt người đã lên Twitter và tung những tin nhắn, thông điệp rùng rợn, từ cầu hôn đến ghen tị, ganh đua và mời đi ăn tối, cà phê, để đua sự chú ý của bà. Tất cả các tên EET e này là những câu trả lời công khai cho tên EET e đầu tiên của Mackenzie Bezos về vụ ly hôn của bà đang hoàn tất. Sau đây là một số tên EET rùng e rợn như vậy. Theo PV VN Review.